Dạ, con xin hỏi câu 18. À, thưa bác, có người tu, có thầy tu được hiển linh, và thì cái khi mà họ đạt được cái hiển linh đó, thì cái hiển linh đó là gì thưa bác? Ở thế giới này đó, bởi vậy con phải tính cái này nè, người thần, thánh tiên, ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì chuyên môn làm hiển linh đó. Thần thì lo làm sức mạnh để bảo vệ gia đình và tổ quốc. Thánh, sống cuộc đời thánh thiện, nhân nghĩa. Tiên, nhàn hạ. Rồi ngạ quỷ, bài đủ thứ hết. Từ cúng này cúng kia, linh thiêng quyền bí. Đó, rồi hỏi chứ chứ bây giờ làm sao đây? Thì thế giới này là thế giới của âm, vì thế mà ta nói là thế giới âm dương. Dương thì không bao nhiêu mà âm nó nhiều. Vì thế mà các đạo mà lập ra để thoát ra cái âm này không không ra được, không cách nào thoát ra được hết. Thấy không? Mà chỉ trừ trường hợp những người mà người ta đã có công đức sẵn ngày xưa đó, vô tình người ta tạo công đức ngày xưa thì bây giờ nghe cái này ta mới thích thôi. Thì mới được. Còn nếu mà không có thì không được. Vì thế nó khó là khó ở chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác, con đã hết câu hỏi. Rồi, cảm ơn con đã hỏi.